hai người thoát nạn trong gang tấc khi nhà 4 tầng sập đổ ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảnh khắc nhà 4 tầng sập ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được camera ghi lại với rung chấn mạnh. Hai người tháo chạy ra ngoài thoát nạn trong gang tấc, phía sau là bụi tùng mù mịt. Toàn bộ vụ việc căn nhà 4 tầng trong hẻm 133 đường Bình Quế, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh sập đổ trưa ngày 24 tháng 9 được camera an ninh khu vực ghi lại. Cụ thể, trong lúc nhóm công nhân đang sửa chữa thì căn nhà bất ngờ đổ sập xuống tạo ra rung chấn mạnh. Khoảnh khắc căn nhà đổ sập xuống có hai người từ bên trong lao ra ngoài, thoát nạn trong gang tấc. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hồ Chí Minh, PC07, thời điểm xảy ra sập nhà 4 tầng có 9 người gồm cả chủ nhà và thợ sửa chữa. Khoảnh khắc nhà sập có hai người thoát nạn, 7 người bị mắc kẹt bên dưới đống bê tông được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận đưa ra ngoài. Trong số các nạn nhân vụ sập nhà có nhiều người bị thương nặng phải chuyển bệnh viện cấp cứu. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ vụ việc là do căn nhà có dấu hiệu bị nghiêng, chủ nhà thuê thợ về sửa chữa và gia cố.